bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, có quá nhiều những series nói về những ngôi làng kỳ lạ và quái đản trên hành tinh rồi đúng không? Từ Trung Quốc, Nhật Bản hay thậm chí cả Việt Nam chúng ta, đầu đầu cũng có những ngôi làng kỳ lạ có 102. Thế nhưng trên thực tế thì chưa hết đâu, còn có rất nhiều những ngôi làng kỳ lạ khác nữa. Ví dụ như nơi mà đàn ông không có tiếng nói, chỉ có phụ nữ mới có quyền được nối dõi tông đường. Hay là nơi mà tới 60% dân số đều nhiễm AIDS. Và còn rất rất nhiều những ngôi làng kỳ lạ khác nữa mà ngay bây giờ các bạn hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé. Ngôi làng trèo leo nhất thế giới. Trung Quốc, một trong những nơi sở hữu nhiều ngôi làng kỳ lạ, quái đản, thậm chí là khó tin nhất hành tinh. Trong số đó phải kể đến làng Atulia, hay còn được gọi theo phiên âm tiếng Việt đó là A Thổ Liệt Nễ, ở Lương Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ngôi làng được cho là có lịch sử lâu đời, từ khoảng 200 năm về trước, nằm ngay trên vách đá treo leo, cách mặt đất khoảng 800 mét. Làng A Thổ Liệt Nễ kỳ lạ được biết đến cách đây không lâu, khi một nhà nhiếp ảnh gia đã vô tình ghi lại được hình ảnh những đứa trẻ đi học bằng cầu thang chênh vênh dựng đứng trên sườn núi. Và chính xác đây chính là điểm kỳ lạ khiến cho ngôi làng này trở nên nổi tiếng và đặc biệt trên thế giới. Nhìn thôi đã say sẩm hết cả mặt mày rồi đúng không? Thế này thì chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể khiến cho người leo mất mạng như chơi. Thế nhưng, đây lại được xem là lối đi hàng ngày và là cách duy nhất để người dân trong làng A Thổ Liệt Nễ có sự kết nối với thế giới bên ngoài. Thông thường, họ sẽ mất khoảng 2 tiếng để đi từ làng đi xuống mặt đất, từ đi chợ tới trường, thậm chí tới bệnh viện sinh con, bất chấp những nguy hiểm rình rập mỗi ngày. Thật sự khó mà có thể tin nổi đúng không nào? Mặc dù cho đến nay, chính quyền địa phương và chính phủ đã có nhiều hỗ trợ cải thiện, như việc thay thế bằng những bậc thang gỗ cây ọp ẹp bằng những bậc thang bằng sắt kiên cố, hiện đại hơn. Thế nhưng với độ cao như này thì đây thực sự là điều quá xa xỉ với những người yếu tim như Top 1 chúng mình. Còn các bạn thì sao? Có ai ở đây đủ can đảm để leo lên con đường này không nhỉ? Nếu có thì nhớ comment từ dám để chúng mình mở mang tầm mắt nhé! Làng Trường Thọ. Nhật Bản là quốc gia ở châu Á luôn đứng top đầu trong danh sách những quốc gia có tuổi thọ cao nhất. Thế nhưng có thể các bạn còn chưa biết, tại Trung Quốc cũng có một ngôi làng như vậy. Thậm chí tuổi thọ của ngôi làng này còn khiến cho anh em xứ sở mặt trời mọc phải ngả mũ chào thua. Đó là ngôi làng Ba Ma thuộc khu tự trị dân tộc Giao ở tỉnh Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc. Từ lâu đã được gọi với cái tên đặc biệt đó là làng Trường Thọ. Theo số liệu thống kê, cứ 100.000 cư dân tại đây thì có tới 31 người sống trên 100 tuổi. Chính bởi vậy trong nhiều năm liền, làng Ba Ma luôn đứng trong top 10 những ngôi làng có tuổi thọ cao nhất thế giới. Vậy bạn có thắc mắc liệu điều gì khiến cho ngôi làng nhỏ này lại sống thọ như thế không nhỉ? Theo các chuyên gia nghiên cứu, một trong những yếu tố đầu tiên giúp cho người dân làng Ba Ma có tuổi thọ cao chính là nhờ không khí trong lành, ánh nắng dồi dào và nguồn nước khoáng thiên nhiên nguyên sơ. Đối với đa số người cao tuổi, việc vận động mạnh cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng với người cao tuổi ở làng Ba Ma, vận động nhẹ quả thực chẳng nhằm nhò gì. Kể cả những cụ già hơn 100 tuổi vẫn leo núi, thể dục mỗi ngày. Chưa kể, họ còn thường xuyên làm những công việc đồng áng nặng nhọc cùng con cháu. Người dân làng Ba Ma còn ăn uống rất lành mạnh và tối giản. Khẩu phần ăn chủ yếu là rau, trái cây và đậu. Ngoài ra, cuộc sống của họ gần như không bị căng thẳng và khá yên tĩnh. Chung quy lại thì cứ ăn uống lành mạnh, thể dục thường xuyên và bớt lo âu thì không chỉ khỏe đâu mà tuổi còn rất thọ đấy các bạn ạ. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều, đó là môi trường sống ở đây thực sự quá lý tưởng. Đây cũng là lý do khiến cho làng Ba Ma dần thu hút những người lớn tuổi về hưu tìm đến cư trú. Kể ra về già mà được sống an yên lành mạnh thế này thì tuyệt quá các bạn nhỉ. Có ai ở đây cùng chung mong ước với Top 1 chúng mình thì đừng quên điểm danh ngay dưới phần bình luận nhé. Làng AIDS. Như chúng ta đã biết, AIDS là một căn bệnh mãn tính do HIV gây ra, có khả năng đe dọa đến tính mạng của con người. Thông thường thì tỷ lệ theo thống kê của thế giới vẫn luôn ở mức cao. Thế nhưng, một ngôi làng với 60% cư dân đều nhiễm AIDS thì lại cực kỳ hiếm gặp. Và hiếm thì không có nghĩa là không có đâu. Chính xác, chúng mình đang muốn nhắc đến ngôi làng Văn Lâu ở Hà Nam, Trung Quốc. Ngôi làng này còn được gọi với cái tên khác đó là làng AIDS vì có tỷ lệ người bị nhiễm HIV/AIDS cực cao, khoảng 60%. Nhìn bề ngoài, Văn Lâu cũng giống như những ngôi làng bình thường khác ở tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, người dân ở đây mỗi ngày đều đang phải tích cực đấu tranh chống lại căn bệnh thế kỷ. Vậy, nguyên nhân ở đây là gì? Từ những năm 1990, các trung tâm mua máu mọc lên như nấm tại tỉnh Hà Nam. Họ tuyên truyền rằng chỉ mua huyết tương để làm chế phẩm sinh học, còn hồng cầu thì sẽ trả lại cho người bán. Thời điểm đó, số tiền bán máu cũng cực kỳ cao nên thu hút rất nhiều người dân làng Văn Lâu.
Thế nhưng, đó không phải là vấn đề. Thay vì sử dụng những kim tiêm dùng một lần, các cơ sở thu gom máu này dùng đi dùng lại một chiếc kim tiêm nhiều lần và hòa trộn máu của những người cùng nhóm máu để lấy huyết tương rồi chia đều phần hồng cầu còn lại cho người bán máu. Chính vì vậy, đã có đến 678 người trong tổng số 3.000 dân làng bị nhiễm HIV. Kinh khủng hơn nữa là có đến 200 người đã qua đời vì căn bệnh thế kỷ này. May mắn là trong nhiều năm qua, chính phủ và các tổ chức xã hội của Trung Quốc cũng như quốc tế đã có nhiều biện pháp tích cực giúp cải thiện tình hình bệnh dịch tại làng Văn Lâu. Tỷ lệ tử vong và số ca nhiễm nhờ đó cũng đã giảm đi đáng kể. Chính quyền Trung Quốc còn mở thêm một số trung tâm tư vấn và xét nghiệm, cung cấp thêm thuốc điều trị miễn phí để hỗ trợ người dân. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân còn được phụ cấp thêm khoảng 315 tệ, tương đương với khoảng hơn 1 triệu đồng mỗi tháng để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Nguy hiểm quá mà đúng không? Thế nên, anh em nào ở đây có ý định đi hiến máu tình nguyện thì cứ nên chắc cốp, trang bị sẵn kiến thức và chỉ sẵn sàng hiến khi đã đảm bảo điều kiện an toàn nhé! Làng chỉ có phụ nữ được nối dõi tông đường. Ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam chúng ta, thì trước nay vẫn theo chế độ phụ hệ, nghĩa là tên họ, tài sản hay đất đai đều đứng tên trụ cột gia đình, đó là người đàn ông. Thế nhưng trên thế giới lại có một nơi hoàn toàn trái ngược, đó là làng Molinong ở miền đông bắc Ấn Độ. Ngôi làng này đặc biệt lại theo truyền thống mẫu hệ, nghĩa là tên họ, tiền bạc, tài sản và quyền lực đều được truyền từ mẹ sang con gái. Đây là nơi phụ nữ đứng đầu gia đình và người đàn ông không có quyền hành gì, đặc biệt là chuyện nối dõi tông đường. Điều này đồng nghĩa với việc những gia đình không sinh được con gái đều sẽ bị coi là tuyệt hậu. Các cô gái trong làng khi đến tuổi cập kê đều được quyền cưới bất kỳ ai mà họ muốn. Việc họ ly hôn hay là sống độc thân cũng đều là lựa chọn mà không ai có thể gây khó khăn cho họ. Tuy nhiên, việc không có con gái sẽ gây ra nhiều rắc rối cho những gia đình tại ngôi làng nhỏ này. Bởi vậy, họ coi việc nối dõi tông đường cũng như trụ cột trong gia đình là điều quan trọng nhất. Theo các nhà nghiên cứu, truyền thống này đã tồn tại từ hàng trăm năm qua và cho đến nay, dù đàn ông tại làng Molinong đã có tiếng nói hơn trước, nhưng họ vẫn chẳng có quyền hành gì trong việc nắm quyền thừa kế và quản lý tài sản gia đình. Đúng là phận trai 12 bến nước mà! Có lẽ bởi vậy mà không ít nam giới ở làng luôn cảm thấy bất mãn và thường xuyên biểu tình yêu cầu quyền bình đẳng giới. Thôi thì đành chấp nhận chứ biết sao giờ. Ai bảo con anh sinh ra tại làng Molinong chứ, đúng không nào? Làng có ngôn ngữ độc nhất vô nhị. Nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi của dãy Himalaya, làng Malana được bao bọc bởi những vách núi dựng đứng và những sườn núi quanh năm tuyết phủ. Ngôi làng lâu đời với gần 1.700 dân này, nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả du khách quốc tế. Nơi đây nổi tiếng với loại kem Malana có 102, được xem là thảo dược thần kỳ giúp con người giải tỏa tâm hồn. Nói hoa mỹ thế thôi, thực chất đây lại là một loại nhựa có trong cây cần sa. Tuy nhiên, đó không phải là thứ duy nhất giúp cho Malana trở nên nổi tiếng và kỳ lạ trong mắt du khách. Ngôi làng này còn sở hữu một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà không ở đâu có được, gọi là tiếng Kanashi, thứ ngôn ngữ thiêng liêng và tinh túy chỉ dân làng Malana mới có được. Thế nhưng, những năm gần đây, tiếng Kanashi đã bị liệt vào danh sách những ngôn ngữ độc lạ có nguy cơ tuyệt chủng. Đơn giản vì họ nói một thứ tiếng mà chẳng nơi nào trên thế giới biết. Đã vậy, người dân làng thậm chí còn không bao giờ giao tiếp chúng với bên ngoài. Thế này thì nguy cơ tuyệt chủng cũng đúng mà đúng không? Và nếu như các bạn tò mò về ngôi làng kỳ lạ này thì có thể click xem ngay video với tiêu đề Bí ẩn ngôi làng tách biệt với thế giới, có mai thúy nặng liều nhất hành tinh. Hoặc có thể click vào gợi ý phía bên trên góc phải màn hình nhé. Làng đi bộ trên dây. Sobkra 1, ngôi làng nhỏ ở vùng núi của Cộng hòa tự trị Dagestan thuộc Nga, nổi tiếng là nơi duy nhất trên thế giới mà tất cả người dân khỏe mạnh đều có khả năng đi trên dây. Không ai biết chính xác, truyền thống đi trên dây thừng của người dân Sobkra 1 bắt đầu như thế nào. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng trong hơn 100 năm qua, mọi đàn ông, phụ nữ có thân hình cân đối đều có thể đi trên dây. Trẻ em trong làng cũng đi học trên những sợi dây thừng băng qua những địa hình hiểm trở. Thậm chí nhiều người đã trở thành nghệ sĩ biểu diễn xiếc nổi tiếng. Vậy, có ai thắc mắc liệu nguồn gốc thực sự của truyền thống làng kỳ lạ này là gì không nhỉ? Theo một số người lớn tuổi trong làng cho hay, việc đi trên dây từ xưa vốn được xem là thử thách đối với những chàng trai nếu muốn tiếp cận người yêu của họ nhanh hơn. Bởi nếu đi bộ thì khoảng cách giữa làng Sobkra 1 với những ngôi làng khác là quá xa. Vì vậy, họ đã tìm các con đường tắt và thấy rằng đi trên dây là giải pháp lý tưởng nhất. Tuy nhiên, theo một số người dân khác, thì đây chỉ là một cách hiệu quả để băng qua những con sông và vực thẳm khi những cây cầu bị hỏng.
Tóm lại thì bạn tin vào cách lý giải nào cũng được. Thế nhưng một điều không thể phủ nhận đó là tất cả cư dân trong làng, không ai là không biết đến kỹ năng đi thượng thừa này. Thế nhưng đó chỉ là câu chuyện trong quá khứ, khi mà ngày nay những thế hệ trẻ của làng đã dần bỏ xứ để đến các thị trấn và thành phố lớn làm việc. Tuy nhiên, đối với những người vẫn còn đang sinh sống tại làng thì đây vẫn được xem là truyền thống lâu đời và đáng giữ gìn của làng. Và cuối cùng là một ngôi làng mà top một chúng mình dám cá là ngay sau khi xem xong, đảm bảo các bạn chỉ muốn khăn gói đến đây sống luôn đấy. Mời đến sống, còn được tặng thêm tiền. Ngôi làng nhỏ có tên An Binen, nằm ở Thụy Sĩ, là nơi nổi tiếng có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thế nhưng điều làm nên sự thu hút cho ngôi làng đó chính là số tiền khổng lồ cho bất kỳ ai chuyển đến đây sinh sống. Từ xưa An Binen vốn là một ngôi làng bình yên, tĩnh lặng với khá đông cư dân sinh sống. Tuy nhiên cho đến nay, nhiều gia đình và các thanh thiếu niên trẻ tuổi đã rời làng để tới sống ở các thị trấn, thành phố lớn. Hiện tại làng chỉ còn khoảng 240 người, thậm chí ngay cả trường học cũng phải đóng cửa vì có quá ít học sinh. Và bởi cuộc sống ở An Binen quá vắng vẻ nên chính quyền nơi đây phải tổ chức cuộc bỏ phiếu quan trọng. Và cuối cùng họ đưa ra quyết định đó là trả hơn 25.500 USD cho mỗi người nếu chuyển tới đây định cư. Kể cả trẻ em tới đây cũng được trả hơn 10.000 USD. Tính ra nếu một gia đình 4 người mà tới ngôi làng này sống thì sẽ nhận được tổng cộng hơn 70.000 USD, tương đương với hơn khoảng 1 tỷ 6 tiền Việt các bạn ạ. Nghe thôi đã thấy phê rồi. Đã được mời đến sống, lại còn được bonus thêm cả tiền tỷ thế này thì ai mà không muốn cơ chứ. Thế nhưng, hãy khoan vui mừng vì đi kèm với số tiền khổng lồ đó là một vài những điều kiện cơ bản như chủ hộ bắt buộc phải dưới 45 tuổi, phải mua hoặc xây dựng nhà mới để định cư chứ không phải chỉ thuê để nghỉ mát hay ở một thời gian ngắn. Thế nên là để được sống ở đây và nhận tiền thì chúng ta cũng cần phải có tiền trước đã. Chưa kể, nơi đây chỉ phù hợp với những công việc online vì khu vực này khá xa so với những đô thị, khu công nghiệp kinh tế của thành phố. Đúng là chuyện gì cũng có cái giá của nó mà, đúng không nào? Các bạn thân mến, thế giới của chúng ta quả thật có quá nhiều điều thú vị kỳ lạ, đáng để khám phá. Và những ngôi làng mà chúng ta vừa tìm hiểu là một ví dụ điển hình. Bạn cảm thấy ấn tượng nhất với ngôi làng nào? Hãy để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên để lại một nút like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình thì chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!